Cái tập clip này anh cũng nói với nhà chắc sao mới mốt chắc anh ngưng làm nhà hoàn cảnh quá. Vậy hả? Sao vậy? Sao vậy anh? Cái thứ nhất nó đi đường xá xa sâu quá à. Cái thứ hai làm thì nói chung là làm là từ quê đến lỗ không à. Rồi cái tiền chi tiêu gia đình đó, nói chung là nó cũng hạn hẹp à. Cho cái này không ấy cố gắng lên anh Tâm. Mình cứ sắp xếp ví dụ như là mình tính trang trải tiền thợ tiền đồ này kia các kiểu làm sao đó mình làm cho nó trang hòa nhau chứ giờ anh nghĩ là vậy rồi mai anh nghĩ là mấy anh em thợ nghĩ theo luôn à, không có dù như mấy anh em đợi cứ làm bình thường à. Tại dù như anh thì nói chung là gia đình còn khó khăn dạ. Thì giúp được cái dụng chẳng hạn gì em mà có nhà mấy cái hoàn cảnh gần gần chỗ anh á à. Có thể anh giúp được dạ. Còn xa quá à, ơi, ở gần thì dù như nói chung ra mình lấy công làm lời được. Dạ. Còn đây đi chi phí nó xa lắm. Nhưng mà thường thường mấy anh em cũng giao cho anh cũng quen rồi. Đúng rồi. Tại rồi cái uy tín nữa. Rồi còn, bây giờ đổi người thì mấy anh em với lại anh Tâm hợp tác với nhau. Căn nhà này nữa cũng là 4 căn nhà, 5 căn nhà rồi đúng không chị? Cũng làm việc với nhau cũng rất là lâu rồi thì anh em cũng hiểu tính nhau. Thì hôm nay anh Tâm anh nói vậy nhà mọi cũng bất ngờ luôn. Không mấy như vậy đi thì vài bữa nữa nếu mà có giúp đỡ cho hoàn cảnh kế tiếp với anh Tâm thì anh Tâm tính giống như là cẩn thận hơn chút xíu à, cho có một chút đỉnh cho vợ cho con để cho lo cho gia đình nữa anh Tâm. Tính thì tính cũng vẫn được đó em, nhưng mà có một cái đi làm nhà mấy nhà hoàn cảnh tính cao quá anh tính không được thật à. Sự ví dụ như mà làm đồ mà anh phải làm đồ là cho đạt, như anh không có làm chẳng hạn như giờ làm mà tôi đồng tay anh phải làm đúng ly đúng với em đàng hoàng dạ. Cũng khó cũng vậy, các đá xi được cũng vậy, kêu giá cao quá thì cũng tội nghiệp cho gia đình ha, giá cao giá thấp quá thì không có lời. Dạ. Mấy căn rồi đó. Xin chào cô chú anh chị và các bạn, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của kênh Thanh Nhân Bùi và kênh của Đinh Văn Ngôn. Hôm nay hai anh em trở lại huyện An Biên của tỉnh Kiên Giang để làm một cái việc rất là quan trọng với cô chú anh chị, đó là bàn giao căn nhà mơ ước cho cậu bé bán rau, đó chính là bé Đạt. Thì cũng qua quá trình xây dựng cũng khá là vất vả và trục trặc cũng khá là nhiều. Nhưng hôm nay cái ngôi nhà của cậu bé cũng đã xây xong rồi cô chú anh chị. Thì hôm nay hai anh em trở lại đây để làm cái lễ bàn giao. Với lại cũng có mời các cô chú chính quyền đến đây để tham dự và bàn giao cho gia đình luôn. Giờ thì Nhân Bùi xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào trong để làm cái lễ bàn giao cho gia đình của anh Hiền và bé Đạt nha. Được rồi, xin mời quý vị khán giả. Thì cái khoảng thời gian qua thì cũng để quý Mạnh Thường Quân cũng như là quý vị khán giả đợi cũng khá là lâu do trời mưa quý vị khán giả. Tại vì thứ nhất là do thời tiết không có ủng hộ, thứ hai nữa là cũng trong quá trình xây dựng thì cũng xảy ra một số sự cố ngoài ý muốn cho nên là căn nhà bị chậm trễ. Thì hôm nay thì ngoài hai anh em thì cũng có các cô chú Mạnh Thường Quân và các cô chú chính quyền ở địa phương đến đây để cùng tham dự làm cái lễ bàn giao này. Dạ, dạ xin chào chú ạ. Dạ. Chú. Dạ, chào chị. Dạ. Dạ. Mọi việc còn lại thì sẽ để cho bên chính quyền sẽ đạt cái quyết định và làm để bàn giao. Mời bà con các chí chúng ta ổn định tiến hành lễ bàn giao. Căn cứ vào chương trình kế hoạch năm 2023 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Yên về việc vận động các nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, hôm nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp cùng với ban lãnh đạo ấp Hai Sáng tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Danh Lý Hiền, đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Về thành phần tham dự, xin trân trọng giới thiệu cấp huyện ông Lê Văn Lộc, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Biên. Về cấp xã, ông Nguyễn Văn Nhảy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Bà Quỳnh Kim Trang, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Yên. Về ban lãnh đạo ấp, ông Trương Hữu Thương, bí thư trưởng ấp Hai Sáng. Bà Hứa Thị Diễm Kiều, trưởng ban công tác mặt trận cùng với các thành viên trong gia đình được các nhà. Và đại diện kênh YouTube có ông Bùi Thanh Nhàn, ông Đinh Văn Ngôn. Còn có các đồng chí báo đài đến dự và đưa tin. Hai,
về nội dung. Đồng chí Quỳnh Kim Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thông qua quyết định bàn giao nhà. Hai là phát biểu của cấp ủy chính quyền địa phương. Ba là hộ gia đình phát biểu và đại diện kênh YouTube Bùi Thanh Nhàn thông qua danh sách Mạnh Thường Quân hỗ trợ và trao giấy khen và thư cảm tạ của địa phương. Đó là lý do và cũng là cái nội dung chương trình của buổi lễ trao tiền hỗ trợ. Và kết thúc buổi lễ thì tiếp theo chương trình thì mời chỗ đồng chí Quỳnh Kim Trang thông qua cái quyết định bàn giao nhà. Kính thưa đồng chí Dương Lập, phó chủ tịch ủy ban Tổ quốc Bùi Thanh Biên cùng tất cả các chí và các anh trong kênh YouTube của Thanh Nhàn Bùi. Tiếp theo chương trình thì đại diện cho ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cũng xin thông qua cái quyết định bàn giao nhà cho anh Danh Lý Hiền, ngụ ở Phá Sáng, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập Tự do Hạnh phúc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Yên, Nam Yên ngày 21 tháng 7 năm 2023, quyết định số 12 về việc tặng nhà đại đoàn kết năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Yên, căn cứ nghị quyết quyết định số 0901 ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ban hành quy chế và quản lý sử dụng quỹ người nghèo, căn cứ phân bổ của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện An Biên về việc phân bổ chỉ tiêu các nhà đại đoàn kết của xã Nam Yên năm 2023 về xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, thực hiện chương trình thống nhất hành động và kế hoạch vận động quỹ người nghèo năm 2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nam Yên, xét bản đề nghị của Ban công tác Mặt trận ấp Hai Sáng về việc cấp nhà cho hộ nghèo năm 2023, quyết định điều 1 tặng nhà đại đoàn kết cho ông Danh Lý Hiền, sinh năm 1980, hộ thường trú ấp Hai Sáng, xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, trị giá căn nhà là 163.500.000 đồng, trong đó địa phương vận động hỗ trợ là 10.000.000 đồng, số còn lại là kênh YouTube Thanh Nhàn Bùi vận động là hỗ trợ. Điều 2, ông Danh Lý Hiền được quyền sử dụng hợp pháp căn nhà, đồng thời có trách nhiệm bảo quản sửa chữa trong thời gian sử dụng. Điều 3, ban lãnh đạo ấp, ban công tác mặt trận ấp Hai Sáng và hộ gia đình có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thì mời chỗ anh Hiền sẽ công nhận quyết định. Tất cả các đồng chí thì qua cái thời gian thi công của nhà của anh Danh Lý Hiền cũng hơn một tháng thi công, thì đến nay đã đưa vào sử dụng, đưa vào bàn giao và sử dụng. Đại diện cho đảng ủy, ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nam Yên, ban lãnh đạo ấp Hai Sáng cũng xin chân thành cảm ơn. Thứ nhất là chỗ là ông Bùi Thanh Nhàn là kênh YouTube với Thanh Nhàn Bùi và ông Đình Nhân Ngôn đã kết nối và hỗ trợ, là vận động hỗ trợ cho anh Danh Lý Hiền này đã có được một căn nhà để là ổn định cuộc sống. Thì đại diện cho Mặt trận xã cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân trong và ngoài nước và các mạnh thường quân là khắp nơi để ủng hộ hỗ trợ cho anh với Danh Lý Hiền. Thì cũng cuối cùng thì cũng xin chúc sức khỏe quý mạnh thường quân dồi dào sức khỏe và làm ăn phát đạt, cũng mong rằng đó là kênh YouTube của Thanh Nhàn Bùi tiếp tục là hỗ trợ, làm cầu nối để hỗ trợ là các cái mảnh đời khó khăn trong cái thời gian tới. Tôi xin hết. Xin hết. Tiếp theo chương trình chỗ hộ gia đình sẽ chuẩn bị. Trước hết là xin cảm ơn chính quyền địa phương ấp và xã. Như các anh quay YouTube với bà con Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước hỗ trợ gia đình em được số căn nhà mơ ước, che nắng che mưa, giúp cho gia đình vươn lên để vượt qua khó khăn và vươn lên thoát nghèo. Dạ, em xin hết ạ, xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ thì con cũng đại diện cho là kênh YouTube, con là chủ kênh YouTube Thanh Nhàn Bùi, con tên là Bùi Thanh Nhàn. Thì con cũng mấy nay con cũng hỗ trợ cho gia đình anh Hiền là để vận động mạnh thường quân đóng góp căn nhà. Thì trước hết con cũng xin cảm ơn các chú cô chú đã chính quyền đã cũng đến đây tham dự và cũng hỗ trợ rất là nhiều cho gia đình.
về cái phần kinh tế cũng như là hỗ trợ rất nhiều về cái mặt tài chính cũng như là tinh thần. Thì qua đây con cũng xin thông qua cái danh sách của quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình của anh Hiền từ trước đến bây giờ. Dạ, đây là danh sách mà toàn bộ là của quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình của anh Hiền từ trước đến giờ. Thì hôm trước Nhân Bụi cũng có thông qua một lần rồi, thì hôm nay Nhân Bụi sẽ đọc lại một lần nữa. Tại cũng có chính quyền ở đây thì Nhân Bụi sẽ công bố lại một lần nữa. Dạ, trước tiên là có một chú mạnh thường quân giấu tên ở Đồng Nai đã hỗ trợ 30 triệu đồng. Anh Hồ Minh Khang 500 ngàn đồng. Chị Nguyễn Phượng Nguyễn ở Mỹ 10 triệu đồng. Ông bà Úc ở Dĩ An Bình Dương 500 ngàn đồng. Cô Ngọc Ánh ở Tây Ninh 500 ngàn đồng. Chị Úc Chóp ở Gò Công Tiền Giang 5 triệu đồng. Chị Vui 500 ngàn đồng. Chị Hoa là mạnh thường quân của bên bạn Ngôn đã hỗ trợ lần trước là 1.050.000. Anh Phúc ở Tiền Giang 500 ngàn đồng. Chị Trần Thí Phượng, Trần Thí Phượng hay Trần Thí Phương gì đó, lúc đó gửi là không có dấu rồi đúng chị, là 500 ngàn đồng. Chú Bảy Nấm ở Đồng Tháp 200 ngàn đồng. Gia đình của cô Ngân là 3 triệu đồng. Chị Phan Thị Ngọc Liên, Ngọc Thảo 1 triệu đồng. Cô Ngọc Lan 2 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Dung 1 triệu đồng. Cô Ba ở Phần Lan 10 triệu đồng. Cô Hai ở Canada nhờ anh Nguyễn Phương Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh gửi 3 triệu 400 ngàn đồng. Chị Mạnh Thường Quân ở giấu tên ở Boston, Mỹ đã gửi về nhờ người nhà gửi dùm là từ số tài khoản là 0101-000-691237 với mã giao dịch là 376-031-9296-068283 gửi 10 triệu đồng. Rồi, mẹ của hai bé Tyson và Mason ở Mỹ gửi 200 USD đổi ra là được 4 triệu 700 ngàn đồng. Ngoài ra thì các mạnh thường quân gửi lần trước cho bên kênh của bạn Đinh Nhân Ngôn thì cũng có được một số tiền. Thì gia đình cũng dành cái số tiền đó để hỗ trợ vô thêm là làm cái căn nhà là 20 triệu đồng. Ngoài ra nữa thì chính quyền ở địa phương cũng hỗ trợ là 10 triệu đồng. Và mạnh thường quân của bên bạn Đinh Văn Ngôn cũng hỗ trợ phần sau này là 11 triệu đồng. Thì tổng cộng số tiền mà quý mạnh thường quân đã gửi từ trước đến bây giờ Nhân Bùi nhận được ở đây là 125 triệu 350 ngàn. Và tổng cái số tiền xây dựng cái ngôi nhà phần trước là 123 triệu 500 ngàn đồng. Còn cái phần sau á, là xây dựng cái nhà sau là chị Mạnh Thường Quân giấu tên là chị trực tiếp hỗ trợ gia đình xây cái phần sau là với giá là tổng cộng là 40 triệu đồng. Thì đây là toàn bộ cái danh sách của quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho gia đình. Thì nhân đây Nhân Quân cũng xin cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn các chú chính quyền địa phương, cô chú đã đến đây để dự cái buổi lễ bàn giao, với lại cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho gia đình của anh Hiền có thể có được một cái căn nhà mơ ước, và sắp tới hai cha con có thể vượt lên, vươn lên trong cuộc sống, không có còn ở một cái nhà lẹp xẹp giống như trước kia nữa. Cũng mong là hai cha con sẽ cố gắng vượt lên nha. Dạ, dạ, xin hết. Tiếp theo chương trình thì theo giấy khen và đưa cảm tạ đối với chắc chắn là không hôn với chỗ nhà cũng là hai người nha. Dạ. Bây giờ thì qua cái vận động gì thì chỗ địa phương cũng có khen đột xuất đối với kênh tập thể kênh YouTube Thanh Nhàn Bùi, và một cái thư cảm tạ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nam Yên. Mặt trận xã cũng có hỗ trợ là 5 triệu đồng đối với để đóng góp vô là các căn nhà này đối với chỗ anh Dương Lý Hiền. Ngoài mình chỉ trước cái gì? Thì bên ban đạo các đồng thể đó, tôi nghĩ thay tráng hỗ trợ cho anh Dương Lý Hiền 5 triệu đồng. Nãy giờ Nhân Bùi với lại bạn Ngôn với lại là các cô chú chính quyền cũng làm một cái lễ chương trình rồi xong hết rồi cô chú anh chị. Thì bây giờ tới phần trả lại tiền công thợ cho anh Tâm với lại là anh Đà đây. Anh Đà đây cũng là chủ tiệm vật tư. Hôm trước là
mình làm cái nhà là chỉ là làm không có lao phong đúng không anh Tâm ha? Đúng rồi. À, còn cái phần lao phong này đó là anh giao thẳng trực tiếp qua bên anh chủ vật liệu ha? Đúng rồi. Dạ. Cái phần đó thì là 5 triệu đồng thôi quý anh chị. Anh Đà cũng có lãnh cho cái phần lao phong nhà này là 5 triệu. Thì ngày hôm nay á, mình cũng ngôn á, cũng thay chị Duyên một quý mạnh thường quân thì cũng có hỗ trợ vô là 11 triệu như cái số tiền mà Nhàn công bố á, là để đóng góp vô cái nhà của cậu bé bán rau. Thì bây giờ mình xin trao cho Nhàn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Rồi, đó là 11 triệu thôi Nhàn ha. Rồi thì đây Nhàn vừa cũng thay mặt cho gia đình cũng cảm ơn chị Duyên đúng không? Đúng rồi. Chị Duyên là Mạnh Thường Quân bên kênh của bạn Ngôn cũng hỗ trợ một số tiền để cho cái căn nhà của anh Hiền được hoàn thành. Thì cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Thì cái phần tiền hôm bữa là anh Tâm cũng có ứng các phần, bao gồm là lần đầu tiên là anh Tâm ứng 50 triệu ha. Lần thứ hai là chuyển khoản là 10 triệu, một lần chuyển khoản nữa là 15 triệu, một lần chuyển khoản là ở lần trao lần thứ sau là 20 triệu, rồi một lần chuyển khoản nữa là 10 triệu với một lần chuyển khoản là 3 triệu. Đó là tổng cộng là số tiền anh Tâm ứng ở cái nhà của bé Đạt là 108 triệu. Còn cái tiền hợp đồng ban đầu là 115 triệu, với phát sinh thêm cái phần cửa dán ở phía trước là 3.500.000. Dán mặt tiền 2 cây cột. Dạ, đó là 3.500.000, là tổng cộng số tiền bàn giao lại cho anh Tâm là 118.500.000. Thì bây giờ còn lại là, hôm trước là trao 108 rồi, bây giờ còn lại là 10.500.000 Tâm ha. Còn lại 105 triệu mà. Còn 105 triệu em trốn luôn. Rồi em gửi anh Tâm nha. 1 triệu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300 500. Rồi đủ anh Tâm ha. Đây là cái phần giữa nhà Bùa với lại anh Tâm đã hợp đồng cái căn nhà này thì cũng đã hoàn thành với lại anh Tâm rồi cô chú anh chị. Thì ngoài ra anh Tâm cũng có một chú Mạnh Thường Quân giấu tên ở Đồng Nai đã gửi cho mấy anh em thợ một ít phần quà. Dạ. Vậy là tổng cộng là 5 người ha. Dạ. Thì đây là có một chú Mạnh Thường Quân giấu tên ở Đồng Nai đã gửi cho mấy anh em thợ là mỗi người một chai dầu. Còn riêng anh Tâm là 2 chai. Dạ, thì em gửi anh đây là 2 chai 4 chai, em gửi anh 6 chai ha, là để cho anh gửi là cho 4 anh em thợ mỗi người 1 chai, còn lại phần của anh là 2 chai nha. Dạ, là chú Mạnh Thường Quân giấu tên ở Đồng Nai đã gửi cho mấy anh em. Em đặt của con thay mặt cho mấy anh em thợ cảm ơn chú đã gửi tặng cho tụi con mỗi người được chai dầu. Cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ cái này để cho mấy anh em làm việc mà vất vả đồ hoặc là chạy xước thì có thể là so bóp cho nó thể là nó khỏe hơn nha. Với bé Đạt bữa hổm chú có hứa cho con bộ sách á, mà chú chở đi ra ngoài mà chú kẹt điện quá chú chở không được. Bữa hổm con hỏi là bộ sách đó khoảng 300 mấy à? Dạ. Dạ bây giờ chú đưa con 500 ha. Con Trang ơi. Chú kẹt điện chú không đi chở ra ngoài được ha. Dạ. Vậy là ngồi chú Bùi sẵn bộ sách bé Đạt luôn. Cái bộ sách này trong trường bán chị có thể nữa đặt ở trong trường. Trong trường á, trong trường á. Chứ mình mua ngoài là nhiều khi không có đúng, không đúng chương trình. Mua ngoài nó không có đúng. Vậy thì giữ đó tới do mời á, mời. Tính qua sớm chở đi. Chàng ơi cũng rất là quý anh Tâm luôn. Vừa giống như là làm nhà á quý vị khán giả. Thì nói chung á làm nhà về giúp đỡ cho hoàn cảnh nghèo mà. Thì anh Tâm cũng giống như là hạn chế. Rồi bây giờ làm xong ngôi nhà rồi mà anh Tâm còn gửi tặng cho bé Đạt thêm một bộ sách để chuẩn bị tụ trường nữa. Rất là quý luôn. Em cũng xin thay mặt gia đình chân thành cảm ơn anh Tâm nha. Với qua clip này anh cũng nói với Nhàn chắc sao mời mốt chắc
anh Ngân làm nhà hoàn cảnh không? Vậy hả? Sao vậy? Sao vậy anh? Cái thứ nhất nó đi đường xá xa xôi quá. Cái thứ hai ví dụ như làm thì nói chung là làm là từ quê đến lỗ không à. Rồi cái tiền chi tiêu gia đình đó, nói chung là nó cũng hạn hẹp. Không ấy cố gắng lên an tâm. Mình cứ sắp xếp ví dụ như là mình tính trang trải tiền thợ, tiền nào này kia các kiểu làm sao đó, mình làm cho nó trang hòa nhau chứ. Giờ anh nghĩ là vậy, mai anh nghĩ là mấy anh em thợ nghĩ theo luôn rồi. Không có, ví dụ như mấy anh em thợ cứ làm bình thường. Tại ví dụ như anh thì nói chung là gia đình còn khó khăn. Thì giúp được cái dụng chẳng hạn như em mà có nhà mấy cái hoàn cảnh gần gần chỗ anh á, có thể anh giúp được. Còn xa quá Ơi, ở gần thì ví dụ như nói chung ra mình lấy công làm lời được. Còn đây đi chi phí nó xa lắm nè. Nhưng mà thường thường mấy anh em cũng giao cho anh cũng quen rồi. Đúng rồi, tại rồi cái uy tín nữa. Bây giờ đổi người thì mấy anh em ở đây anh Tâm á, hợp tác với nhau. Căn nhà này nữa cũng là 4 căn nhà, 5 căn nhà rồi đúng không chị? Cũng làm việc với nhau cũng rất là lâu rồi. Thì anh em cũng hiểu tính nhau. Thì hôm nay anh Tâm anh nói vậy nhà mọi cũng bất ngờ luôn. Không ấy như vậy đi. Thì vài bữa nữa nếu mà có giúp đỡ cho hoàn cảnh kế tiếp với anh Tâm thì anh Tâm tính giống như là cẩn thận hơn chút xíu, cho có một chút đỉnh cho vợ cho con để cho lo cho gia đình đó anh Tâm nha. Tính cũng vẫn được đó em, nhưng mà có một cái đi làm nhà mấy nhà hoàn cảnh tính cao quá, anh tính không được thật sự. Ví dụ như mà làm đồ mà anh phải làm đồ là cho đạt, như anh có làm chẳng hạn như giờ làm mà tôi đồng tay anh phải làm đúng ly đúng với em đàng hoàng. Cũng cao được cũng vậy, các đá xi được cũng vậy. Kêu giá cao quá thì cũng tội nghiệp cho đúng gia đình, kêu giá cao giá thấp quá thì không có lời. Mấy căn rồi đó thì gán gán là thôi mấy gì đi, anh gán hợp tác với mấy anh em nè, đi hỗ trợ giúp đỡ bà con á, rồi có gì quý mạnh thường quân hỗ trợ giúp cho anh thêm. Có mạnh thường quân thương hỗ trợ cho anh em thợ thêm được phần nào thì mình ấy phần đó, với lại nếu như có làm ở gần gần nhà thì đỡ hơn đúng không? Đúng nè. Thì ở gần nhà thì nó đỡ cái chi phí lắm. Dạ, thì cũng mong là có dịp hợp tác với anh tiếp ở các hoàn cảnh khác, hoàn cảnh tiếp theo, hoặc là ở gần nhà, hoặc là ở đâu đó lân cận. Nói chung tại vì khi mà làm một ngôi nhà anh Tâm thì mình đặc biệt chú trọng tới cái chất lượng á. Tại vì người ta ở lâu bền mà, rồi giao cho mấy anh em khác á, thật sự em với Nhàn cũng chưa có tin gì mấy. Anh làm là nói chung ra chất lượng là anh đặt lên hàng đầu á. Với cái kiểu mà anh Tâm làm ra nó đẹp nữa, mỗi ngôi nhà tuy rằng nó có giá trị khác nhau nhưng mà mỗi ngôi nhà thì nó có một cái nét đẹp riêng. Cái đó cũng là do cái phần thiết kế bên anh Tâm mới có được. Thì như bây giờ đi, anh Tâm cũng gắng cố gắng mình điều tiết sao cho nó hài hòa nhất có thể ha, để có thể là anh em có thể tiếp tục gắn bó hợp tác với nhau. Chứ nói chung ra thì lúc nào mà có thể thì anh sẽ cố gắng thật sự. Rồi, chứ okay. Bên mình đi trên con đường này thì anh nói chung là anh cũng không muốn bỏ đâu. Tại vì đi làm này làm có phước có đức để lại cho con đúng cái rồi. Sau này anh cũng không có từ bỏ đâu, nhưng mà bây giờ nói chung là nó hơi khó khăn thì có thể tạm ngưng lại. Chàng nghe nói đến người của anh biết sao không? Khi mà mình đi giúp đỡ cho bà con đó anh, thì biết được là anh em nào cũng phải có cực khổ rồi. Nhưng mà rất là quý ở anh, tại vì anh vừa nhiệt tình á, mà anh còn giống như là lo với chủ nhà, bàn bạc với chủ nhà, nó hai bên nó đều đồng ý hết, hai bên đều đồng ý hết á, cho nên là cái tiến độ làm công trình nó cũng hoàn thiện, rồi cái ngôi nhà bàn giao cũng vui vẻ, thì đặc biệt ở cái điểm đó, cho nên tụi em cần là cần cái điểm đó. Anh thấy người đội nghiệp nhất là em với Nhàn. Chuyện thôi đi. Cái ngày tối chạy nói chung là vì bà con nghèo. Nói chung là bây giờ mình cứ cố gắng anh ơi, mình giúp đỡ được bà con phần nào thì hay phần nấy. Thì anh em mình cũng cố gắng nha, anh cũng đừng có bỏ cuộc ha. Mình cứ mai mốt mình cứ làm sao cho nó hài hòa là được rồi nha. Biết đâu được anh làm một ngôi nhà giúp cho bà con nghèo nè, rồi mình làm hạn hẹp chút xíu, nhưng mà ông trời ông thương ông cho anh lại được hai ba cái công trình lớn rồi sao? Vậy em nha. Không, nói chung ra ông trời cũng thương em thật sự. Nhờ giờ anh cũng đang làm hai căn ở ngoài á. Nữa hả? Căn mới khởi công sáng này với căn 19 rồi khởi. Giống như là lời nói của em là giống như là đã hiện thực luôn rồi bây giờ luôn. Chàng ơi quý lắm quý vị khán giả ơi. Thì
thì cái gì cũng phải mình làm cũng phải cố gắng anh ha, dạ, cố gắng lên đừng có nản lòng mà bỏ cuộc thì cũng tội nghiệp cho bà con. Không bỏ đâu, không dạ. Bỏ nhưng mà giống như mình tạm ngưng á. Dạ rồi. Chèn ơi. Giống như là bây giờ anh lãnh hai cái bự quá, anh lo không nổi chứ gì. Nói chung ra lúc bây giờ cũng hơi đuối, năm nay làm năm nay nói chung ra ai cũng vậy em. Đúng rồi, ai cũng vậy. Dạ. Khó khăn lắm. Dạ. Thôi giờ mình cứ quyết định vậy đi tâm ha. Dạ. Dạ. Rồi phần trao quà với lại tính tiền cho bên anh Tâm thì cũng xong rồi chính chị. Còn phần còn lại là cũng gửi trả cho anh Đà. Là cái phần hôm bữa là anh làm cái phần la phong riêng, tại vì anh Tâm anh lãnh làm hôm trước á là không có dính tới cái phần la phong, thì anh Tâm anh kêu dùm thôi, anh Tâm anh thông qua anh Đà đây là chủ vật liệu xây dựng, anh kêu rồi anh Đà anh kêu thợ luôn đúng không anh Đà hả? À đúng rồi em. Dạ. Là hôm bữa là anh kêu là mình làm hết trơn luôn, là tổng chi phí là bao nhiêu tiền? À, tổng chi phí của mình là 5 triệu em. Dạ. Tổng chi phí bao gồm tiền công này kia các kiểu hết đúng không? Dạ rồi, về anh vậy bây giờ em sẽ bàn giao lại phần 5 triệu cho tiền làm đồng phòng cho anh ha. Rồi. Đây em gửi anh. 1 2 3 4 5 rồi, rồi em gửi anh rồi. Nha. Rồi, dạ, cảm rồi. Ơn em nha. Anh cũng em cũng cảm ơn anh Tâm nè, cảm ơn anh Đà nè đã nhiệt tình làm cái căn nhà cho cha con bé Đạt được suôn sẻ. Rồi anh Đà đây thì cung cấp vật tư, anh Tâm thì cung cấp công thợ và các thứ linh tinh ở nhà của bé Đạt. Thì cũng cảm ơn hai anh rất là nhiều nha. Yeah. Yeah. Còn phần nữa là quà của ba bé Đạt. Là chú Mạnh Thường Quân giấu tên ở Đồng Nai á, cũng gửi cho anh Hiền hai chai dầu để cho anh so bóp những lúc mà mình mệt mỏi nhức mỏi ra. Yeah. Yeah. Cảm ơn chú đã gửi trái dầu. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi thì bây giờ coi như là cũng tương đối là hoàn thành về cái việc bàn giao rồi anh Tâm ha. Dạ. Thì bây giờ cũng nhờ là đại diện chính quyền với lại anh Hiền đây mình sẽ gửi đúng cái bản chào tặng nhà nha chị Kiều ha. Là coi như Kiều là sẽ đại diện quỹ ban, đại diện chính quyền ở khu vực ha. Coi như là chính thức kể từ giây phút này nè, sau khi mà tháo cái bảng á, là chính thức mấy anh em có nghĩa là em cùng với Nhàn Bùi cùng với anh Tâm là sẽ quyết định là bàn giao ngôi nhà là cho anh. Bây giờ anh là chính thức đó. Dạ rồi thì gửi cái bảng này xong là anh Tâm ở anh thì là chính thức tiếp nhận cái ngôi nhà này, từ bây giờ sau là anh quản lý ngôi nhà này. Có hư hao gì đó anh tự sửa. Hồi hộp chờ đợi cô chú anh chị là gỡ cái tấm bảng bàn giao căn nhà cho hai cha con của bé Đạt. Là vô đây luôn đi con. Rồi, dở nha. Dạ. Chàng. Rồi. Rồi, chúc mừng anh Hiền. Chúc mừng anh Hiền rồi có căn nhà rồi. Yeah. Em có được cái máy ấm nha. Đặt cái hình lên. Anh Hiền cho em hỏi thăm nè. Yeah. Thì vừa rồi á mình cũng đã tháo bảng. Yeah. Chính thức là nhận được ngôi nhà mơ ước trong ngày hôm nay. Yeah. Thì mỗi khâu cũng đã hoàn thành hết. Yeah. Anh có lời gì cũng như là có cảm nghĩ gì về cái điều này trong ngày hôm nay không? Dạ yeah, rất là vui luôn anh. Mừng nữa. Yeah. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân, cô chú anh chị trong ngoài nước giúp đỡ cho gia đình được có căn nhà che nắng che mưa. Dạ, xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ. Anh Hiền cho em hỏi thăm nè, khi mà trong cái lúc mà mình đang nằm bệnh đó anh Hiền, dạ, mà lúc đó thì nhà gần sập rồi, anh có dám giống như là nghĩ đến là mình sẽ làm được một cái ngôi nhà mơ ước như ngày hôm nay không? Không. Không ạ. Dạ. Lúc đó anh có nghĩ như thế nào anh kể cho em? Nghĩ là mình chỉ là mình nghĩ trong bụng mà mình ước được một căn nhà hoàn chỉnh là mừng lắm rồi. Dạ. Nhưng mà sự thật là nhờ anh Ngôn như là anh Ngàn xuống là quay rồi được căn nhà mơ ước như vậy là rất là quý luôn. Trước kia anh Hiền, khi mà mình chưa có được cái căn nhà thì mình không dám mơ ước luôn hả? Không, dạ, không dám có căn nhà. Dạ. Rồi đến khi mà cái cảm giác của anh khi tụi em thông báo là mình cất cái căn nhà, cái giá trị rất là lớn như thế này nè. Cái là cái cảm giác của anh ngay tại điểm đó như thế nào, anh có thể chia sẻ với lại ông bà cô bác quý khán giả được không? Rất là mừng luôn nha. Dạ. Dạ. Ngủ có được không? Nhưng mà nếu như mà anh bình thường
không có giống như là mất đi sức khỏe đó. Thì anh làm anh độ là khoảng bao nhiêu lâu, trong cái thời gian khoảng bao nhiêu năm anh mới hoàn thiện được ngôi nhà như ngày hôm nay? Chắc cả đời chưa được nữa. Chàng ơi. Tại vì ba của bé Đạt đó là bị bệnh không có đi làm được đó, cô chú anh chị. Còn bé Đạt thì một ngày đi bán cải, đi bán rau muống là chỉ có được mấy chục ngàn thôi, đủ lo cho hai cha con tiền sinh hoạt với lại tiền thuốc men cho anh Hiền thôi, chứ làm gì mà có tiền để cất được cái ngôi nhà hoành tráng như thế này, đúng không anh Hiền? Hả? Đúng rồi. Đạt ơi, con cho chú hỏi thăm nè, thí dụ như con đi bán rau á, rồi con đã dành bao lâu mới cất được ngôi nhà này không? Con không biết. Chắc tới lúc con lớn còn chưa đủ tiền. Tới lúc con lớn nha. Là năm con cỡ bao nhiêu tuổi? Cỡ 39 không? Cỡ ba mấy còn không đủ tiền. Nha, rồi con cho chú với lại chú Ngôn với lại ông bà cô bác biết cái cảm nghĩ của con hiện tại ngay lúc này đi bé Đạt. Dạ vui. Vui hả? Vui làm sao đâu, nói rõ cái niềm vui của mình nha con. Dạ, khi con được nghe chú thông báo là có ngôi nhà này là con vui rồi. Rồi tới nay làm cũng gần tháng trời rồi con cũng quen rồi. Là bây giờ là mình chính thức mình sở hữu cái căn nhà này rồi nè, là mình dọn về nhà mới mình ở đây nè. Rồi mai mốt là mình phải chăm lo cho nó nè. Thì con có cảm thấy là mình tự hào, mình vinh dự và mình có cảm thấy mình vui hay gì đó không con? Dạ có. Thì bây giờ là mình có được căn nhà như vậy rồi, với lại ông bà cô bác thương giúp đỡ cho hai cha con mình như vậy á, thì con cũng phải cố gắng lên, cố gắng học nè, rồi cố gắng lo cho ba nữa, hiếu thảo với ba ha. Để cho ông bà cô bác cảm thấy là sự giúp đỡ đó là có ý nghĩa con nha. Rồi bây giờ con hứa với cô chú á, cũng như là quý mạnh thường quân á, trong suốt khoảng thời gian qua đã giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình con đó, con hứa với cô chú là chừng nữa con sẽ làm cái gì và con sẽ học như thế nào cho cô chú được vui và được biết đi. Con sẽ hứa với cô chú là con sẽ học thật giỏi để mai mốt có giúp ích cho xã hội. Rồi lớn lên con cũng sẽ giúp đỡ mấy hoàn cảnh khó khăn giống như bây giờ. Chàng ơi, đứt ruột quá quý vị khán giả ơi. Bé Đạt hứa với quý vị khán giả là sẽ cố gắng học hành và sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Và sau này nếu mà bé Đạt trở thành người mà giống như là có khả năng dư giả quý vị khán giả, thì sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho những hoàn cảnh nghèo, khó khăn giống như hoàn cảnh của em hiện tại bây giờ. Dạ, một câu nói rất là ý nghĩa. Thôi bây giờ mình đi vào trong mình tham quan một vòng ngôi nhà của anh Hiền đi ha. Tại vì từ hôm trước khi lần trước nhà vừa đến đây và đến hiện tại bây giờ là cũng rất là lâu rồi, thì chưa có tham quan xem là ngôi nhà nó hoàn thiện như thế nào. Và một điều đặc biệt nữa của chú anh chị là cái nhà ở phía sau của nhà bé Đạt hôm trước là chỉ là một cái nhà mái lá cũ thôi, rồi bây giờ là hoàn toàn khác. Có một chị Mạnh Thường Quân giấu tên đã tài trợ hoàn toàn cái ngôi nhà sau luôn, thì chắc hẳn là ngôi nhà sẽ rất là đẹp và rất là sạch, cũng như là rất là rộng nữa, đúng không anh Hiền ạ? Dạ đúng. Bây giờ mình vào trong mình tham quan ha. Dạ. Cho ông bà cô bác biết được cái ngôi nhà của mình nó đẹp như thế nào luôn nha. Dạ. Dạ. Thưa quý vị khán giả, trước mắt mình thì đây là phòng khách nha quý vị khán giả. Đây là khuôn viên phòng khách. Mà sao mà mình lại gắn cái bàn thờ ngay đó vậy, mình không gắn ngay giữa? Ngay giữa để một cái nữa nha. Để một cái nữa hả? Dạ. Cái ba bên đó Bồ Tát, bên này Phật. Bây giờ nè em góp ý nè, để mình làm cái trang cho lớn xíu, mình thờ chung luôn nhưng mà Bồ Tát á mình để cao hơn. Hai vị ví dụ như Phật mình chí á mình để một Phật, bên. Phật Thích Ca mình để cao hả? Đúng rồi, để cao hơn. Nhưng mà mình thờ trên một cái trang là được, chứ không phải là mình phải thờ riêng, không cần quái vậy. Có nghĩa là anh làm tương tự như cái gọi là ngôi Tam Bảo đó. Nó có ba bậc á. Dạ. Thì ngôi nhà ở đây là khuôn viên khi sơn lên nó thì nhìn cũng rất là rộng của chú anh chị. Ở trên nó thì La Phong nhìn thấy dáng ở trên. Lúc trước là không có tính làm La Phong, bây giờ làm La Phong luôn, nhìn La Phong rất là đẹp luôn. Ai chọn cái bông này hả anh? Anh Tâm kìa. Anh Tâm chọn. Kêu anh Tâm chọn giùm á. Thì mình di chuyển ở phía sau đi để xem ở trong phòng nó rộng rãi như thế nào nha. Wow. Cái phòng cũng khá là rộng á. Đi vô. Trong phòng này là nữa hai cha con có thể để một cái giường ở đây rồi để tủ. Trời ơi, tủ quá trời luôn, tủ đây, tủ quần áo rồi tủ bàn học nữa. Cái này ai mua cho mình đây? Cô giấu tên đó. Là có một chị giấu tên mua cho mình luôn ấy ha.
thì căn phòng khi làm xong cũng rất là rộng đó cô chú anh chị. Nhưng mà em thấy cái tủ này anh để bên này nó hơi bất tiện đó. Anh để bên đó đặng mình đi vô thì nó có cái khoảng trống nè. Thì ở video trước đó, nhiều người đăng lên thì cũng có rất là nhiều ông bà cô bác nói ủa sao trong phòng không có cái cửa sổ. Chắc có thể là các vị khán giả nhìn không có rõ nên chắc là ở đây là có cái cửa sổ nữa. Nếu như mà trong phòng không có cửa sổ thì nó rất là tối và rất là ngột ngạt nữa. Đúng rồi. Bây giờ mình ra phần nhà phía sau đi ha. Cái nhà phía sau là quan trọng. Vậy xem là một vòng cái ngôi nhà này là tiền chế làm toàn bộ luôn, là khung bao đồ kia là mới hoàn toàn hết luôn. Nhìn rất là rộng luôn. Làm nhà sao sạch sẽ gì con có thích không Đạt? Dạ. Thích không? Dạ. Thích mà. Rồi chỗ này nấu ăn của bé Đạt là cũng làm lại mới luôn rồi nè. Chỗ này là chỗ thường xuyên của con làm việc đó, khu bếp đúng không? Dạ. Làm đẹp khang trang luôn. Dạ. Nói chung nếu như mà một hoàn cảnh nghèo quá mà nhận được sự giúp đỡ cũng như là cái tình thương đến từ quý vị khán giả cùng với quý mạnh thường quân á mà lớn đến như vậy á, thì thật sự là Ngô cùng với Nhàn Bùi thì rất là mừng cho gia đình của bé Đạt có được một cái ngày hôm nay giúp cho anh lấy lại cái tinh thần của quý vị khán giả. Vì khi mà anh đang suy sụp tinh thần á thì cái căn bệnh nó sẽ trở nên nó trầm trọng hơn. Tuy nhiên mà anh tinh thần anh được thoải mái như ngày hôm nay thì bỗng nhiên anh lại đi được và không có còn bị phải nằm trên giường nữa, thì thật sự là một cái kỳ tích nó diễn ra luôn quý vị khán giả ơi. Nói chung là cái tinh thần nó rất là quan trọng. Tinh thần của mình buồn khổ đau thì cái căn bệnh của mình càng lúc càng đi xuống, nhưng mình có cái tinh thần lạc quan rồi thì có thể là sẽ cải thiện hơn rất là nhiều đúng hơn nha. Đúng rồi. Tại vì lúc trước nhà sụp sẽ bùa gầu lo nữa. Đúng rồi. Bây giờ mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ vậy là mình rất là mừng luôn. Rồi bắt đầu nó thấy cảm thấy trong mình nó nhẹ nhõm bớt đi. Đúng rồi. Phân chân lên. Thì em cũng mong sao cho hai cha con có thể có được một cái cuộc sống mới nè. Và tinh thần của anh càng lúc càng đi lên và căn bệnh của mình có thể hết rồi mình để đi làm và chăm lo cho các con của mình nữa anh ha. Cố gắng lên anh Hiền ha. Yeah. Còn khoảng một đoạn nữa thôi là anh lấy lại cái sức khỏe hoàn toàn rồi. Là lúc đó là anh có thể đi lao động cũng như là làm giống như bao người anh Hiền ha. Thì làm hết cái phần tiền của quý mạnh thường quân ủng hộ của quý chị là cái ngôi nhà này còn dư lại khoảng hơn 1,8 triệu. Thì chắc có lẽ Nhàn Bùi sẽ đi mua một số vật dụng trong gia đình cho bé Đạt và cha của bé Đạt nữa. Tại vì cũng có một chị Mạnh Thường Quân là muốn hỗ trợ cho hai cha con một ít đồ dùng ở trong gia đình. Thì chắc có lẽ Nhàn Bùi sẽ dùng cái số tiền đó luôn. Và đến khi Nhàn Bùi mua hết tất cả các vật dụng và tổng kết là bao nhiêu thì em sẽ công bố lại cái phần tiền dư của mình còn lại bao nhiêu anh Hiền ha. Lúc đó em sẽ trao lại hết cho gia đình. Với lại hôm bữa cũng có một chị Mạnh Thường Quân là gửi cho em một bịch thuốc để mang đến đây cho anh uống nữa. Nhưng mà chắc ra để ở video sau đi rồi em sẽ trao lại cho mình luôn ha. Vậy rồi thôi thì đến đây kênh của Đinh Nhân Ngôn cũng như là Thanh Nhàn Bùi xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cùng với quý vị khán giả trong và ngoài nước đã thương và đồng hành cùng hai anh em để mà đi giúp đỡ cho những hộ nghèo, những gia đình gặp khó khăn. Thôi đến đây thì Ngôn cùng với Thanh Nhàn Bùi xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc cho quý vị khán giả cùng với quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Vậy là cũng xin